Xuýt xoa trước bộ ảnh cưới đáng yêu hết nức của em gái Trấn Thành, cặp đôi đã cùng những người bạn thân ghi lại những khoảnh khắc đẹp và lãng mạn nhất cho ngày trọng đại của họ. Trấn Thành sinh ra trong một gia đình gồm 3 người con, anh là con trai cả và sau đó là hai cô em gái có tên Huỳnh My và Huỳnh Ân. Huỳnh My sinh năm 1993 và đã tốt nghiệp một trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Với sự trợ giúp của anh trai, hiện tại cô đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Còn Huỳnh Ân vẫn đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng với mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Mới đây trên trang cá nhân, em gái của Trấn Thành Huỳnh My vừa chia sẻ loạt ảnh cưới của mình và bạn trai. Theo đó, cả hai đã rủ rê thêm những người bạn thân của họ cùng xuất hiện trong những khung ảnh lãng mạn cho ngày trọng đại. Những hình ảnh này mau chóng thu hút sự chú ý của mọi người vì độ đáng yêu, pha lẫn hài hước của em gái Trấn Thành và chồng sắp cưới. Huỳnh My có một mối tình ngọt ngào cùng bạn trai là một người Hồng Kông và đang làm việc tại Việt Nam. Cả hai quyết định về chung nhà sau một thời gian hẹn hò lãng mạn. Cả hai cùng hội bạn thân đã có những màn tạo dáng, nét biểu cảm khá hài hước khi chụp bộ ảnh cưới này. Theo chia sẻ của nhân vật chính thì đám cưới của họ sẽ được diễn ra vào ngày 13 tháng 1, 2018. Chính chị dâu Harry Won cũng dành lời khen cho bộ ảnh cưới của Huỳnh My. Từ lâu, bạn trai của Huỳnh My đã có mối quan hệ khá tốt với Trấn Thành, em gái nam diễn viên cũng như bạn trai cô, thường góp mặt trong các chuyến du lịch của anh và bà xã.